Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy nha. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm, cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới về theo ngày tháng anh em nhé. Thì trước mắt anh em là con Honda Way RS. Năm sản xuất 2008 nha anh em. Honda Way RS, máy cực kỳ là im, đi cực kỳ là bốc nhẹ nha mọi người. Nồi còn tiếng gõ nha anh em. Đầu lồng là 3 bít cho anh em nha. 4 con đầu khá đẹp nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử một vòng con xe này cho anh em cảm nhận nha. Quay RS 28 nha anh em. Ok, giờ mình sẽ đi một vòng con xe này cho anh em cảm ạ. Có vô cặp phục Future 1 nha mọi người. Cặp phục đi cực kỳ là nhẹ luôn à. Bạn cần xe nha nè. Dành là Jimmy xe một cặp. Đây, dành sao nha anh em. Mã là BC nha. Dành đẹp nha mọi người. Chú này cũng là BC nha nè. Ok nha nè. Nói chung xe cũng sạch sẽ đẹp liền lạc nha nè. Vô là xin được xe. Chè chưa mở mọi người. Tán khá xe nha mọi người. Cò gấp cũng không một mọt đâu ạ. Sườn nha anh em. Ốc chưa máy nè. Con nồi mọi người. Bình xăng con xin đưa xe luôn ạ. Anh em nào lên chạy thử máy con xe này là ghiền nha, bao ghiền nha. Nãy mình chạy thử rồi nha anh em, rất là nhẹ nha. Hồi mình sẽ chạy một khúc cho anh em xem ạ. Không có hú hí đâu nha mọi người.
lắp xin anh em. Sản xuất 2.8 nha anh em. Tán rất là khá mọi người. Đây thông số còn nguyên hết nha anh em. Cho anh em nào muốn một con xe bền bỉ đi tiết kiệm xăng thì chiếc này là sự lựa chọn nha anh em. Quay lại đầu bò một lần nữa cho anh em xem nha. Bên mình 3 bít đầu lòng anh em yên tâm ạ. Đầu là khô ghen luôn nha anh em. Đây nè, con bộ xe đây. Chốt cho anh em. Trước này chắc có sữa nha mọi người, thấy đẹp quá mọi người rất là khéo nha anh em. Bây giờ sẽ lên về ga cho anh em khảo nghe tiếng máy nha. Kích đạp con vàng nè bạn ơi. Kìa, yeah, con màu vàng luôn. Lên ga thì cực kỳ là nhẹ, hơi máy cực kỳ là thông nha mọi người. Tay ga nè. Anh em lên cảm giác là thông máy nha. Đặc biệt là không khói nha anh em. Để mình thử xem xe có hú không nha. Không hú hí đâu nha anh em. Bình xăng nè, bên trong bình xăng nè. Còn đẹp anh em. Ok, vừa rồi thì mình vừa đi sơ lược con quay RS đời 28 nha anh em. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của mình đến giờ phút này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Anh em nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào mình đăng nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ.